năm học mới bắt đầu. Nhà vô địch cần nhiều năng lượng để sẵn sàng cho một ngày năng động. Với nguồn dinh dưỡng từ sữa, năng lượng từ mầm lúa mạch cùng 7 loại vitamin và khoáng chất, Milo tiếp sức giờ ra chơi, rèn tinh thần đồng đội, làm cũ ban tập và cùng làm nên chiến thắng. Milo tiếp sức giờ ra chơi cho nhà vô địch.